Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 1 tháng 2. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online thì Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thư cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn trước việc ông Giang Trạch Dân từ trần như sau. Thư cảm ơn: kính gửi đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, tôi chân thành cảm ơn đồng chí đã gửi điện chia buồn trước việc đồng chí Giang Trạch Dân từ trần, đồng thời chuyển đến đồng chí lời cảm ơn của giao quyến đồng chí Giang Trạch Dân. Đồng chí Giang Trạch Dân đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam bình thường hóa quan hệ Trung Quốc và Việt Nam, xác lập phương châm 16 chữ: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai có ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển của quan hệ Trung Việt. Vừa qua thì đồng chí Tổng Bí thư đã có chuyến thăm rất thành công đến Trung Quốc, cùng nhau trao đổi về những định hướng lớn cho sự phát triển của quan hệ Trung Việt, đạt được nhận thức chung. Tôi coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ Trung Việt, sẵn sàng cùng đồng chí nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc và Việt Nam trong thời đại mới lên tầm cao mới. Xin gửi tới đồng chí những lời tốt đẹp nhất. Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và đó là cái thông tin ngày 1 tháng 2 về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment và đừng quên đăng ký video. Tạm biệt anh em.